về phòng nghỉ ngơi. Anh cũng nghỉ sớm đi, sáng sớm mai là mình phải lên đường rồi. Ngươi nghi ngờ Nam Cung Thế Gia? Không sai, ta nghi ngờ trong Nam Cung Thế Gia nhất định có nội gián. Huống gì lần này Thái Quân không tới võ đàm, Nam Cung Thế Gia nhất định là có chuyện gì. Hầu Gia, ngươi thấy nên làm thế nào? Ta thấy lần này nên để tiểu tử và Hương Quân đến Nam Cung Thế Gia một lần. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy là cô có thể tìm được manh mối ở Nam Cung Thế Gia. Nhưng ta nghĩ nếu để hai người đi như vậy sẽ khiến Thái Quân sinh lòng nghi ngờ. Giết ra thì khỏi lòng, ta có nghĩ qua rồi. Mình sẽ mượn danh nghĩa tiểu tử tới xin cưới là tới thăm viếng Thái Quân. Xin cưới? Vấn đề gì? Người không biết người yêu của tiểu tử là Nam Cung Minh Châu sao hả? Vậy sao? Tiểu tử, vậy là một công hai chuyện đó. Các người đừng cười ta nữa, thật ra ta không dám nuôi hy vọng lớn đâu. Phong cô nương à, tới chừng đó cô nói giùm tôi đó nha. Vô Di đại sư, thương tích của đại sư ra sao? Bằng tăng đã sắp được khang phục rồi. Cảm ơn hầu gia bận tâm. Vậy thiệt là hay quá. Các vị, hoàng thượng sắp hạ giang nam, ta cũng sẽ đi theo hoàng thượng. 3 tháng sau tới ngày hẹn ở Lâm Giang Đài, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Tiểu tử, sao đi nhanh quá vậy chứ? Mình phải đi nhanh chút chứ, đừng làm trễ nãy nữa mà. Tôi nghĩ cái tim của anh đã bay tới nơi của Minh Châu rồi đó. Đâu có phải. Tôi nói cho anh biết nha, mình lén theo dõi mới là việc quan trọng. Xin cưới chỉ là diện cớ thôi đó. Tôi biết rồi, đi đi. Cảm ơn. Thì ra Pháp cô nương và Phương Trân. Đại nương. Thăm kiến đại nương, chào bà. Mời ngồi, không cần khách sáo. Xin hỏi hai vị có gì chỉ dạy? Tôi với tiểu tử tới đây để thăm viếng Thái Quân mà. Dạ phải. Xin hỏi Thái Quân đã khang phục chưa? Cảm ơn hai vị bận tâm, Thái Quân đã khỏe lại nhiều rồi. Chỉ vì bà cần phải nghỉ ngơi nhiều nên không ra tiếp hai vị được. Còn các phu nhân đâu rồi? Minh Châu và các người khác đã tới Bạch Mã Tự của Tây Hồ cầu nguyện, họ chưa về tới. Đại nương, lần này chúng tôi tới đây còn có một chuyện phải bàn với Thái Quân. Là chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Thì là chuyện của tiểu tử. Thì ra có cô nương tới đây để xin cưới giùm Phương Trang hả? Dạ phải. Nhưng mà chuyện này e rằng sẽ gặp trở ngại thôi. Tại sao vậy? Gần đây Nam Cung Thế Gia xảy ra nhiều chuyện lớn. Chỉ vì cái chết của chú Năm, bây giờ Thái Quân vẫn buồn lắm. Tôi nghĩ trong mấy tháng này chúng ta khó làm chuyện mừng. Nhưng mà tôi cứ thử hỏi với Thái Quân coi sao. Thôi được, mà hai vị tạm nghỉ chân ở tại phủ đi nha. Như vậy thì cảm ơn nhiều quá nha. Tiểu tử, nó giác mặt tới đây xin cưới thiệt sao? Phải, phó cô nương đã đích thân tới đây xin cưới giùm nó, nhưng mà con đã từ chối rồi. Tại sao? Chuyện của đại hội Bách Hoa Châu còn chưa giải quyết. Hơn nữa Lan Dư lại có chuyện nhờ mình đi làm. Con nghĩ là vụ hôn nhân này nên từ chối là hơn. Đại nương, con lầm rồi. Bây giờ mình đang lúc cần người. Võ công của tiểu tử cũng khá lắm. Nếu như có thể giữ nó lại,
thì sẽ được hữu dụng đối với mình rất nhiều rồi. Không lẽ mẹ muốn nào? Không sai. Nói thiệt tốt hơn Mai Lan cúc trúc nhiều. Hơn nữa, nó được sự tin cậy của dân Phi Dương. Nếu mà mẹ có thể gả cháu gái của mẹ cho nó, lợi nhiều hơn là hại đó con à. Thái Quân vậy bây giờ là? Bây giờ con có thể nói với họ là mẹ đã đồng ý vụ hôn nhân này rồi. Hơn nữa nói với họ là một tháng sau sẽ cho họ thành hôn. Nhưng mà mẹ bắt nó phải ở lại Nam cùng thế gia của chúng ta. Dạ. Tiểu tử gì Minh Châu phải thành hôn trong vòng một tháng hay sao? Phải. Thái Quân thích Phương Trần lắm. Tôi mới nói thôi, bà đã đồng ý rồi. Bác còn nói là càng nhanh càng tốt. Thành hôn trong một tháng là tốt nhất đó. Thái Quân thì là tốt với tôi quá. Phương Trần à, mình sắp sửa thành người một nhà rồi. Hôm nay Minh Châu đã đi lấy chùa với các thím. Sau khi nó về nó được tin này chắc là mừng lắm. Đại nương à, tôi thì không biết phải nói gì với bà mới đúng. Đừng có khách sáo như vậy. Anh à, giờ cũng đã tới rồi. Đợi Minh Châu về mình sẽ ăn cơm chung nha. Dạ được. Tôi còn nhiều việc phải làm, nghỉ ngơi chút đi nha. Đại nương tự nhiên. Xin lỗi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Từ từ nha, từ từ nha. Xin chào. Xin chào, xin chào. Ây à, Minh Châu à, chịu gả cho tôi rồi. Hay quá, hay quá, hay quá. Minh Châu sắp gả cho tôi rồi. Anh sắp làm người lớn rồi mà sao giống như con nít vậy chứ? Có thiệt là bây giờ không làm con nít thì mai mốt sẽ hết đó. Minh Châu, Minh Châu sẽ gả cho mình rồi. Ây, ây Minh Châu. Minh Châu, khó còn nữa. Minh Châu à, em giờ nào vậy? Đây là nhà của em, em không về đây em đi đâu. Minh Châu, em có biết không? Anh không cần nói nữa. Bây giờ em tới đây để nói với anh. Em không muốn gả cho anh. Hả? Ôi ơi, Minh Châu, Minh Châu, Minh Châu. Hầu gia, tham kiến hầu gia. Dạng bằng, người muốn gặp hoàng thượng hả? Chúng ta đi chung nhà. Hầu gia, hoàng thượng đã hại Giang Nam 8 ngày trước rồi. Hoàng thượng dặn hầu gia tới lựa xuống diện của Giang Châu hồi hộp với ông. Hoàng thượng đi với ai vậy? Thiên Hà thượng nhân Trương Dĩnh, Cao Thăng, Hoàng Thao. Cung cũng đẹp lắm chứ. Chú công tử à, thủ công của Dương Châu nổi tiếng Giang Nam đó. Cô nương à, bán làm sao vậy? 7 tiền 2 phân 1 trượng. Ủa, sao rẻ quá vậy?
Cô nương, cô tên gì vậy? Cô nương, cô còn chưa trả lời tôi mà. Thượng nhân à, sao mình đi? Công tử à, công tử đói bụng chưa? Lâu lắm môn, cái tên thì hay lắm, nhưng không biết đồ ăn ngon hay không. Công tử à, đồ ăn của Giang Nam Dương Châu là nổi tiếng nhất đó. Công tử à, hãy làm mình vào thử đi. À, các vị khách quan à, mời ngồi ạ. À. Thiếu nhi. Dạ. Cái tiệm này đông khách lắm phải không? Dạ phải. Bên trong có chỗ ngồi không? Dạ có. Mời các vị quét qua theo tôi. Mời các vị. Dạ, dạ mời ngồi ạ. À. Tiếng gì? Lâu Long Môn của người nổi tiếng là trà gì hả? Dạ, chỗ này nổi tiếng là Long Tỉnh Tước Mai. Có nhiều khách thích uống nước trà này lắm. Ừ? Long Tỉnh Tước Mai? Dạ phải. Pha cho tôi một bình. Dạ được, vậy được. Các vị còn muốn dùng thêm gì nữa không ạ? Trương Vĩnh. À, công tử. Dương Châu có gì nổi tiếng? Cậu đừng lo, tôi biết cân giận tiểu nhị mà.